Hello, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên thử thách ăn đá nha. Đây này. Đá đây. Đấy, nước nó cháy này. Đây. Đây, ăn hết đá đây nha. Lần đầu tiên ăn đá đây, không biết hết hay không. Nhưng mà đã làm thì làm. Đây, xé này. Xé đá này. Chả như hơi lên nó thơm nhím nè. Này. Để chưa hả? Đây là mà tôi ta rồi. À. Đồ, lạnh quá. Đá hơi cứng các bạn ạ. À. Đá cứng lắm, cắn không được. Mua nhìn da như cái nền nữa. Đó, cứng lắm các bạn ơi. Cứng lắm cầm bằng các bạn ơi. Ờ, lạnh quá. Đây. Đấy, đá hơi to. Đấy. Vừa to vừa giòn nè. Giống như cái gì nè. Bóp 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 nè. Phải là yên lắm. Hả? Tao. Này giống đoàn như đoàn mới luôn nó nâng lên luôn nó nâng lên nhiệt lên nhiệt cao đặc lên rồi hết không lạnh quá các bạn này tè tè hết lạnh nè ao cứng lắm đó như nào có nó đi nè nó bốc sáng dạ đúng rồi cái mất thao hàng rồi đây các bạn thử thách cho nó ăn không hết này thua rồi. Này một cục nó cắt rồi. Đấy. Mặn lắm các bạn. À, nghẹt cổ luôn. Thà nó chọc lắm. Chọc lắm. Mặn lắm các bạn ơi. Trời nắng nóng như thế này, ăn cái này nó mát hơn. Đúng không? Thua rồi. Thua rồi, trái rồi. Thua rồi. Thua rồi.